Đường to ngõ rộng thênh thang, khách nào cũng thích ô tô vào nhà. Cái tiêu chí đấy thì đầu tiên mà khách hàng luôn luôn hỏi Ngọc Ánh là có căn nhà nào ô tô vào nhà không? Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một căn nhà 5 tầng 40m² ô tô vào nhà. Nếu như không vào nhà thì quý vị có thể kinh doanh rất là hợp lý. Và đặc biệt với cái căn nhà này giá cực kỳ là rẻ tại khu vực quý vị nha. Đường to, ngõ thông, trục chính với cái căn nhà này thì đây, hai xe ô tô tránh nhau thoải mái. Vị trí là thuộc gần với thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ. Với cái căn nhà này đi ra tới trung tâm Hà Đông khoảng tầm 7 phút đi xe máy thôi quý vị nha. Căn nhà này thông số nhà, hướng nhà là hướng Tây Nam. Thiết kế cho quý vị tầng 1 ô tô vào nhà. Đây, toàn bộ phần mặt tiền được ốp đá granite, cửa chính thiết kế là hệ thống cửa cuốn điện và tầng 1 thì thiết kế là phần để xe ô tô. Đó, nếu như quý vị nào không thích để xe ô tô ở đây thì có thể để trước cửa thoải mái ngày đêm. Và cái phần phòng khách thì trên tầng 2. Còn nếu như quý vị tầng 1 này không để xe ô tô, không để phòng khách thì quý vị có thể kinh doanh gì ạ? Kinh doanh online bây giờ rất là phát triển, công nghệ 4.0 rồi mọi người ơi. Chỉ cần shipper đến tận cửa nhà lấy đi và ship thôi. Với cái căn nhà này thì sẽ container đỗ cửa, hạ hàng, mọi cái đều thoải mái. Hệ thống trần đạch cao, căn nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi. Theo như hiện trạng của ngôi nhà, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Phần tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị gạch lát nền kích thước gạch 80-80 vân đá. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, chủ nhà lắp cho mình một chiếc quạt trần nữa này. Đèn led này, rồi hồ sơ điện nước đầy đủ. Ở đây thì có hai căn mặt ngoài thì đã bán một căn và bây giờ chỉ còn một căn nhà này để Ngọc Ánh. Cái căn ở trước kia bên cạnh này, lô góc, Ngọc Ánh đã từng quay rồi, căn này thì chưa. Và bây giờ quay review cho quý vị. Đấy, tầng 1 thông sàn rất là thoáng. Đây, ngoài ra để cho ở tầng 1 một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 quý vị nhá. Nói chung thiết kế 5 tầng rất chi là hợp lý với vị trí ngôi nhà, đi lại thuận tiện, giao thông thuận tiện, phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ. Căn nhà này thì quý vị có thể để đầu tư sinh lời, nói chung là cũng khá là ok. Nếu như hiện tại quý vị mà không muốn gửi ngân hàng với cái tầm tiền đó thì quý vị có thể đầu tư vào một ngôi nhà như thế này. Với cái phần trục chính, đường chính thì sau này cái độ thanh khoản cũng như cái phần tiềm năng thì nó rất là ok. Hệ thống mặt bậc của bậc cầu thang ốp toàn bộ đá đen, cổ trắng cho quý vị. Rồi là tay vị cầu thang thì đây, thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ. Đó, phần ngăn cách giữa cầu thang và cửa chính ở đây thiết kế cho quý vị một vách CNC, vách la, gỗ tương đối là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao này, trần phào này, ngôi nhà này thiết kế rất là chỉn chu, đầy đủ. Giá bán Ngọc Ánh để dưới phần miêu tả quý vị nhé. Và mọi người xin mời ngồi theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và tầng 1 để thông sàn, để xe. Tầng 2 thiết kế cho quý vị như sau. Trên tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng phòng bếp, phòng khách. Đây là phần không gian phòng bếp. Trời ơi, quá là xinh luôn, xinh xỉu luôn mọi người ạ. Với cái không gian phòng bếp này ấy, chủ nhà thiết kế lắp đặt luôn cho mình này, hút mùi này, bếp từ này. Đấy, tủ bếp thì thiết kế gỗ MDF, lõi xanh tương đối là đẹp, tông màu chủ đạo là màu trắng rất là sang. Đây là phần để tủ lạnh. Tủ lạnh này quý vị có thể để được một chiếc tủ lạnh side by side nha, rất là hợp lý. Không gian tủ bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, rất là đáng yêu luôn, phù hợp với chị em nội trợ. Đó. Ngoài cái phần không gian bếp này thì đây là phần không gian phòng khách tương đối thoáng, rộng. Với căn nhà này được cái ưu điểm đằng trước nhà thoáng cực kỳ, đường rộng. Đây, cửa sổ mở ra rất là hút gió. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa. Nói chung trong cái phòng này có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị như vậy. Hệ thống trần thạch cao, quạt cho quý vị ở đây. Cái phần này là phòng khách, phòng bếp. Ở đây quý vị có thể kê một bộ bàn ăn, 6 ghế này. Còn ở phần kia thì quý vị có thể kê cho Ngọc Ánh một chiếc sofa. Nói chung là ok, với giá cực kỳ là hợp lý quý vị nhá. Và mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà. Với tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ. Đấy, rộng thanh thang. Phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong theo kiểu master. Với cái ca phần này thì mặt tiền của nó hơn 4m quý vị nhá. Quý vị nào quan tâm, Ngọc Ánh có thể gửi sổ trước cho quý vị qua Zalo theo số điện thoại ở phía trên màn hình.
Sổ đỏ luôn luôn chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Cửa phòng cũng được chủ nhà thiết kế là cửa màu trắng. Đây mọi người này. Đó, cửa thông phòng rất là chỉn chu. Và giới thiệu với mọi người, đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế đầy đủ công năng, lavabo này, gương tắm này. Và đây thiết kế, chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu cho quý vị. Một cái phần tủ ở dưới để quý vị có thể để đồ này. Cabin tắm, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, liền khối. Phòng tắm tương đối rộng quý vị nhá. Đó, đây là phần tầng 3 rồi. Căn nhà này tận 5 tầng cơ, mời theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị giống như tầng 3. Nó chỉ khác một chút là phòng vệ sinh thì đặt ở phía bên ngoài thôi. Đây, vị trí của cái ngôi nhà này phía trước còn rất là thoáng quý vị ạ. Đường to, ngõ rộng, xung quanh tiện ích chợ trường, phường trạm đầy đủ. Gần với lại thị trấn Trúc Sơn, gần với lại siêu thị La Chi Mắc. Nói chung là gần với lại Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ. Nói chung đi lại thuận tiện. Ngói đã nói rất là rõ vị trí rồi. Mọi người có thể Google Map hoặc là có thể liên hệ trực tiếp để em tư vấn cụ thể nhé. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Thiết kế hơi khác một chút so với tầng 3. Hệ thống sen cây tắm này đầy đủ hết cho quý vị đấy nhá. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đó. Và mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 này thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 5 thì thiết kế cho quý vị một phần phòng ngủ này, một phần phòng thờ, một phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha quý vị. Này, khu vực để máy giặt này, sân phơi. Xung quanh dân cư đông đúc, vị trí khá là ok, giá bán hợp lý. Đây là một phòng riêng, quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng làm việc, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn cái phần này đây, quý vị có thể trang trí là ban công chiêu chiêu mọi người ạ. Đó, nói chung là hợp lý, rất là thoáng. Về cái đường hướng giá, vị trí của mình sẽ chia sẻ rẻ và để tất cả ở dưới phần miêu tả. Về cái thông số giá bán cũng như là về cái review từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì đều rất là cụ thể rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.